Sáng sẽ sạc đổ ra. Quay làm này là quay qua làm này luôn á. Dạ. Chứ không có nghỉ đâu, em làm luôn luôn tới tới cho cháu luôn, rồi chừng nào rồi ha. Dạ. Ai ơi, vậy mình đi lên anh ơi. Rồi anh chị lên đi. Sao anh chị cảm nhận có vui gì không? Dạ. Mừng cũng thấy là mấy chú ở bên Mỹ rồi cho dạ. Xe cho em tôi đó, là chú thấy cũng mình thấy cũng chia sẻ cái đau khổ của em của chú. Dạ. Thấy cũng cảm ơn dạ. Chú ở bên Mỹ. Dạ. Có lòng hảo tâm thương người dạ. Ở gia đình em tôi không biết gì. Ơi, bé Cẩm Ly đâu lại đây? Vui rồi, cười kìa. Gắn nha, gắn học nha, gắn học giỏi lên. Biết đâu mai mốt cô chú giúp đỡ con học nữa nè. Vui không? Con có lời gì để nói với cô chú tặng xe cho gia đình mình không? Nói đi, nói đi. Nghĩ sao nói vậy? Nói đi. Có anh Quý á, là anh có nhắn với em. Anh nói bé Cẩm Ly á cố gắng học lên. Con nói với chú con học thôi không? Con nói với chú mà cho gia đình con chiếc xe nè. Nói đi con. Ngại mắc cỡ quá. Có đồng tiền lớn lên đẹp gái lắm luôn á. Không có biết nói gì. Ngại không mắc cỡ. Đâu mặt qua đây nè. Đây mặt qua con. Nãy giờ con nghĩ sao nói vậy? Nãy giờ cười cười hoài mà không chịu nói nha. Cảm ơn chú rồi. Chú Quý gửi xe cho gia đình con, gửi cho cha với mẹ rồi con ăn có chịu hồi rồi đó. Cảm ơn. Con ăn kêu đi đây đi đó rồi. Có hai dạy rồi nói hai, có hai dạy rồi nói đi. Rồi à, cháu mắc cỡ quá, ngại. Biết chạy xe không Cẩm Ly? Con biết chạy không? Không à, thôi tập đi, tập rồi chạy. Xe đạp thì biết, thì nói như nào giờ chưa chạy. Tại mình chưa tập á, tập nó cũng dễ lắm chị. Thì mong anh chị cố gắng lên rồi cho nó nguôi ngoai đi rồi lúc đó mình làm cái công việc lấy lo cái cuộc sống sau này anh chị. Dạ. Thì hôm bữa em hôm nay thôi nãy giờ mạnh mời quý chú ra cái ngôi mộ của bé. Dạ. Cái ngôi mộ này mình làm có thợ có nói chừng nào là xong không anh Quý? Nè quý cô chú, đây là 6 cây cột. Đây, quý cô chú thấy không? Đây, 6 cây cột. Làm cũng gần xong rồi. Hôm nay mình lợp mái rồi. Mình đâu có dừng dắt đâu đúng không ta? Dạ, tại ngôi ngõ mộ mình đâu có làm dừng dắt được. Làm như mát, nhà mát. Dạ. Dạ. Còn cái mình làm cái bờ kè luôn không anh chị? Em làm luôn đi, cận quá nè. Wow, vậy là mình làm luôn một lần luôn ha. Dạ. Tới luôn rồi cho con ăn đi ra đây sau cái anh bắt em coi cái bờ kè. Coi cái này thử nó sạc. Ồ, này nó sạc dữ rồi ha. Tính làm bờ kè khoảng dạ. Dài ra tới sau anh quá. Con trước á. Dạ. Sao mà có tiền nữa làm nữa? Dạ, mình phải tắng cái chỗ này, quan trọng là cái chỗ này trước nè. Tắng lần này của cháu nè. Dạ. Cái này là không tắng là nó sạc liền. Dạ dạ. Nếu mình làm tới ra ngoài sau 10 triệu không đủ đâu. Dạ, anh làm từ cái miếng nước anh chặt rồi nè, dọn nè, chỉnh ngược lên. Dạ. Trước mắt là làm cho cháu rồi sau này nếu có tiền thì em có thêm thì em làm thêm nữa sao anh em. Còn giờ trước mắt làm đường này cho cháu trước. Dạ. Đây, quý chú thấy đây là mấy cây cột. 6 cây á anh. 6 cây. Dạ. Yeah. Ủa cái này mình không có lót luôn á anh Quý? Lắp đất lên khúc nè. Vậy là mình lắp tới đây, lắp gạch tới đây. Dạ. Yeah. Đây là kia ta kêu bằng mã nổi ha. Mã nổi anh Quý. Tại vì ở đây nước nó lên nó quý chút. Dạ.
nước lên đó, cho nên là phải trắng cái bờ kè này. Mà quý chú thấy nếu mà không trắng là nó bị sạt. Giờ nó đất có cha mẹ cho có nhiều đất rồi, con nó đã bị tình cảnh như thế này, cho con cũng gần nhà dành cha mẹ rồi cũng ra vô vậy đó. Dạ. Giờ thấy thì cũng meo lắm, nhưng mình cũng cố gắng để làm khắc phục cái đường đan này. Dạ. Để cho con mình nằm nó không bị lỡ sạt nữa. Dạ. Cái này là mình sẽ sang làm á anh, cho nên dở mấy cái này ra nó lỡ rồi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Sang sẽ sang đổ ra. Coi làm này là quay qua làm này luôn á. Dạ. Yeah. Chứ không có nghỉ đâu, em làm luôn luôn tới tới cho cháu luôn vô rồi chừng nào rồi ha. Dạ. Ai ơi vậy mình đi lên anh ạ. Rồi anh chị lên đi. Cô chú thấy mấy cái cột nè. Tầm 4 cây, ở sau 2 cây nữa là 6 cây. Ngâm Kali Vẫn Dương 17 tuổi. Cái nền mộ là xong rồi hả chị? Cột cuốn. Đổ cột rồi mình cuốn nó lắp tắt vô. Mình tắn cái nền đúng không? Mình tắn lên. Dạ. Dạ. Thợ nói khoảng 3-4 ngày nữa. Dạ, 3-4 ngày mới xong. Hôm nay cúng từng thì nhà mình nhiều đầy hả anh Quốc? Dạ. Cũng ít ha. Cúng cơm rồi ăn cơm rồi cô bác chi buồn với em nhá. Dạ. Nói chung thì cô chú anh chị á, thương gia đình mình thì mình cố gắng lên anh chị. Đừng có làm cho những cô chú anh chị mà đã quan tâm đến gia đình mình thất vọng. Cố gắng là vượt lên. Dạ. Rồi thôi anh chị vô nhà đi, vô ở đây nắng. Dạ. Wow, mấy đứa đâu đông quá ta, đông quá vậy, tù lu từ lưa hết trơn. Đây à, giờ chú mà điểm một thì con giơ tay lên nha. Này nào, chú thấy không? Đồ ngồi ăn cơm ngon lành vậy ta. Con ăn cái gì đó? Hả? À, con ăn gì? Con chè. Con ăn. Ở với cha hả chị? Con ăn chè. Con tên gì? Con tên gì? Tên Mơ. Con nhiêu tuổi? Đây nè cô chú. Ăn cơm thấy ngon nè. Rồi con bé này nữa đây. Con tên gì? Tên gì con? Mỹ hả? Ước mơ đi Mỹ phải không? Cười. Đây con ăn cái gì đây? Ăn cơm. Ăn cơm với thịt ngon nha. Còn đây. Vô. Này lớn lên chắc thành Long Tứ quá. Cầm bộ bài luôn. Đúng không? Ước mơ làm Long Tứ hả con? Ăn chè thấy ngon. Còn đây nữa. Chị Hai. Rồi, đây nữa, bé, lại đây con. Lại đây luôn. Lại đây luôn, ngồi đây. Đây, ngồi đây, ngồi, còn đứa nào nó gom lại đây luôn. Đây, ngồi xích đây, ngồi xích đây. Ngồi xích đây. Đây, ngồi xích đây, đó. Ngồi xích đây, đó, rồi con ngồi qua đây. Lớn ngồi sau đi. Đây, đây, quý chú xem. Ở ghế ngồi xuống thấp luôn. Cái này bộ dưỡng nhà trẻ hay gì đó mà. Mày ơi. Giờ Mạnh sẽ hỏi những cháu á. Bây giờ hỏi Long Tứ trước đi. Ước mơ con lớn lên làm cái gì? Con tên gì? Nói chú nghe con tên gì? Ngoan. Ngoan hả? Ngoan mà cầm bộ bài ớn vậy? Con lớn lên con muốn làm gì? Đừng nói Long Tứ nha. Hả? Lớn lên con muốn làm gì? Con có học không? Ngoan lắm á, tên ngoan đúng rồi, nói phải dạ đầu. Giờ lớn lên muốn làm gì? Nói nghe, nói chú nghe, nói cho cô chú anh chị nghe.
chẳng sao đứa. Con tên gì? Con tên Thư. Tên Thư hả? Ừ. Còn con tên gì? Con tên Ni. Ni. Con học lớp mấy rồi? Lớp 3. Rồi nãy con ngoan học lớp mấy ngoan? Lớp 4. Lớp 4 là lớp 4 phải không? Còn con vậy sao nhỏ hơn bên đây, bên đây nhỏ hơn mà không lớn hơn hả? À? ai lớn tuổi hơn? À vậy là bằng tuổi hả? Cô bé ở bên Mỹ, cô Võ Thị Bé là ở bên Mỹ. À, nhìn mặt cưng lắm nè. Ăn cơm đi con ăn cơm đi. Con ăn xong rồi hả? Ừ. Em Trần Thị Nhanh. Em Trần Thị Nhanh là bên Hàn Quốc. Con nhiêu tuổi rồi? Hả? Con nhiêu tuổi rồi? Ồ, 4 tuổi hả? Có đi học chưa? Ở cha đó, mẹ đi bỏ rồi. Chưa, mẹ đâu? Mẹ đâu con? Đi làm mà nói đi bỏ. Ai chịu? Làm đâu? Ủa con như này là hai chị em á vậy? Dạ. Chị em ruột à. Mẹ đâu con? Mẹ đâu? Mẹ ở đâu? Mẹ đâu? Bỏ đi vô. Mẹ đi, bỏ đi con. Mẹ đâu? Mẹ bỏ ấy hả? Mẹ bỏ rồi kêu cha kiếm mẹ khác đi. Mẹ bỏ, thôi con ăn đi. Ta đang đói mà. Bé này à. Kêu cha về kiếm mẹ đi. Dạ. Không có mẹ, không có mẹ có mà mẹ bỏ lấy chồng khác hết rồi. Còn ở cha đó, ba cha đó. Còn nhỏ này còn cha không, không còn mẹ. Mẹ có chồng hết rồi. Này là mẹ có chồng hết luôn. Có chồng hết trơn luôn vậy đó. Là vậy này luôn. Không có cha. Không cha, không. Cắm ly vô ngồi luôn. Có mẹ mà không có cha. Trời ơi nhà nè. Này quý cô chú còn hơn là cái nhà trẻ nữa. Cha đi bán muối rồi, con nhỏ kia. Nhỏ nào? Ờ con hả? Con là ba mắt hả? Rồi mẹ có chồng chưa? Mẹ có chồng chưa? Dạ rồi. Mẹ có ba mới rồi. Mẹ có ba mới rồi. Cha đi bán muối, mẹ đi bán sầu riêng. Sầu riêng ngon lắm nha. Cẩm Ly vui rồi phải không Cẩm Ly? Vui không? Quá trời vui chung. Bữa nay cũng từng anh mới lại đó. Bữa nay cũng từng anh mới lại hả? Cho nhà nó ở ngoài chứ. Dạ. Bà ngoại bữa nay vui không ngoại? Vui mừng cho con cái được mấy chú lo được con cháu, con mừng lắm mấy chú. Dạ. À, vui rồi, bữa nay bà ngoại ăn cơm ngon không ta? Ăn ngon. Ngon không? Bình thường ngoại ăn mấy chén? Dạ, chén ngoài nửa chén gì, bữa nay chắc ăn được 2-3 chén rồi chú. Ăn 3 chén luôn. À, vậy là hôm qua ông ngoại qua là bữa nay bà ngoại vui phải không? Ngoại là gia đình hả? Nhiều lắm cô chú. Ông ngoại hài lắm. À, chồng chị đâu chị? Ông đi bên nhà anh đó chơi rồi. Dạ đi chơi rồi.
đi chơi mà bỏ vợ đây, không ngủ vợ đi, đi chơi đi theo. Đi đi hai chồng mà không ra bên nhà của em rể à. Dạ. Này kỳ quá, đi bỏ vợ. Em rể rủ bánh nhậu hơn nước thôi vậy. Dạ. Nhậu hả? Chắc vậy quá. Trời ơi, sáng nhậu rồi. Thôi vậy cái video tới đây, Mạnh cũng xin kết thúc. Mạnh hẹn quý chú anh chị những video sau ạ. Mạnh chúc quý chú anh chị những video sau. Chúc quý chú anh chị những ngày mới nhiều niềm vui ạ. Mạnh xin chào.